vợ chồng cãi nhau. Dù tức giận đến mấy, cũng không nên làm năm việc này. Vợ chồng chung sống với nhau mà có xảy ra mâu thuẫn thì cũng là việc bình thường. Nhưng có người thì sống với nhau đến bạc đầu răng long, có người thì lại sớm kết hôn, chiều ly biệt. Nguyên nhân cũng là vì trong lúc hai vợ chồng cãi nhau đã liên tục phạm phải những sai lầm không thể cứu vãn được. Thường nghe nói câu vợ chồng đánh nhau đầu giường, giảng hòa cuối giường, ý nói rằng mâu thuẫn vợ chồng chỉ là nhất thời. Cãi nhau một chút rồi làm hòa cũng không sao. Nhưng cũng có những mâu thuẫn trở nên rất nghiêm trọng, chủ yếu là khi cãi nhau đã làm những việc không nên làm, khiến xung đột ngày càng gay gắt hơn. Dưới đây là 5 việc nhất định phải tránh khi vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. 1. Luôn nói về việc ly hôn. Có câu 500 lần ngoảnh mặt nhìn nhau kiếp trước mới đổi được một duyên gặp gỡ đời này. Vợ chồng có thể gặp gỡ và đến được với nhau là điều không hề dễ dàng. Vì vậy cả hai phải biết trân quý mối lương duyên này. Đừng cứ hơi một tí là lại muốn ly hôn. Có người chỉ cần mâu thuẫn một chút là lại lấy chuyện ly hôn ra để đe dọa nhau, rồi sau đó lại làm hòa, cho rằng như thế cũng không có sao. Kỳ thực thì không phải vậy. Bạn mỗi lần nhắc đến vấn đề này là lại gieo một hạt giống vào đối phương. Cái hạt giống này sẽ từ từ nảy mầm và lớn lên. Một ngày nào đó, khi bạn nhắc đến chuyện này, đối phương sẽ chỉ đơn giản gật đầu đồng ý. Lúc này thì cuộc ly hôn giả của bạn đã trở thành sự thật. Đối phương cũng biết rõ là bạn chỉ lấy việc ly hôn ra để uy hiếp, nhưng thực sự không thể chịu đựng thêm được nữa và quyết định là đồng ý với đề nghị của bạn. Lời nói ra khỏi miệng thì không thể thu lại được nữa. Cho dù bạn có xin lỗi thì cũng không thể bù đắp được những tổn thương đã gây ra cho đối phương. Lấy cuộc hôn nhân ra làm trò đùa, tùy ý đề nghị ly hôn, trong lòng đối phương sẽ từ từ mà lạnh nhạt với bạn, thậm chí là tuyệt vọng. 2. Hơi một tí là bỏ nhà đi, cố tình không nghe điện thoại. Một trong những cách hành xử kém khôn ngoan của các cặp vợ chồng khi cãi nhau, đó là bỏ nhà đi. Bởi vì nó không những không giải quyết được vấn đề, mà còn có thể tạo ra vấn đề mới. Bỏ nhà ra đi thường là lúc cảm xúc của cả hai đã lên đến đỉnh điểm. Một bên chọn cách đóng sầm cửa bỏ đi, một bên thì vẫn ở trong nhà. Xét về khía cạnh tình cảm, hành vi này thực sự làm cho tổn thương trở nên sâu sắc hơn. Bạn cho rằng rời khỏi nhà thì cả hai sẽ bình tĩnh lại, nhưng thực ra người kia sẽ suy nghĩ rất nhiều khi bạn rời đi, thậm chí là nghĩ đến những điều rất tồi tệ. Về mặt an toàn mà nói, bạn sẽ đi đâu nếu ra khỏi nhà? Nếu bạn là một phụ nữ đã có gia đình thì bạn sẽ ở nhà bạn bè hay ở khách sạn, hay là bạn sẽ ngủ trên đường? Cho dù bạn chọn như thế nào thì cũng đều không an toàn. Khi đối phương thấy bạn bỏ đi lâu mà không quay lại thì sẽ lo lắng mà gọi điện thoại. Nếu bạn cố tình không bắt máy thì sự việc có thể không cứu vãn được nữa. 3. Vợ chồng cãi nhau là lại nhắc đến chuyện cũ. 10 cặp vợ chồng cãi nhau thì có 8 cặp sẽ nhắc lại chuyện cũ để chì chiết nhau, và hầu hết là do phụ nữ. Đàn ông và phụ nữ suy nghĩ khác nhau. Đàn ông thường cho rằng quá khứ có như thế nào thì cũng qua rồi, không cần phải nhắc lại. Nhưng phụ nữ thì khác. Phụ nữ nghĩ rằng mọi thứ đều liên kết với nhau, và mọi hành động của bạn đều sẽ bị ảnh hưởng bởi những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Vì vậy mà mỗi lần cãi nhau, họ lại lôi chuyện cũ ra để nói. Đàn ông lúc này nếu không lắng nghe một cách nghiêm túc thì mâu thuẫn lại càng gay gắt hơn. Trong các cuộc cãi vã, phải tránh đừng nhắc lại chuyện cũ. Phụ nữ thường nhắc lại chuyện cũ vì họ muốn giành chiến thắng trong cuộc đấu khẩu. Họ muốn đàn ông phải thừa nhận sai lầm của mình,
Nhưng điều này thường là gây ra tác dụng ngược. Ở góc độ khác, phụ nữ thật sự không thích bị đàn ông nhắc lại chuyện cũ. Hãy đặt mình vào địa vị của người khác, cố gắng khống chế cảm xúc của bản thân hết mức có thể. Như vậy sẽ ít làm tổn thương nhau hơn. 4. Mâu thuẫn vợ chồng, đều nói cho ba mẹ biết. Mâu thuẫn vợ chồng dù có lớn đến đâu, thì cả hai cũng nên đóng cửa bảo nhau, tự tìm cách để giải quyết. Nhưng có người lại cứ phải nói cho cả nhà đều biết, đặc biệt là nói cho ba mẹ của mình, muốn nhờ ba mẹ ra mặt để làm chủ cho mình. Thực ra đây là cách không nên làm. Cha mẹ biết rõ mối bất hòa của hai vợ chồng thì sẽ lo lắng. Cha mẹ già đã khổ cực hơn nửa đời người rồi, còn chưa hưởng phúc được bao nhiêu, thì lại thêm mối phiền lòng. Mâu thuẫn vợ chồng với nhau, nếu được thì cả hai cố gắng hết sức tự mình giải quyết. Đừng gây huyên náo cho cả họ hàng hai bên. 5. Vợ chồng cãi nhau lại đăng lên mạng xã hội. Có người hay thích đăng mọi thứ lên mạng xã hội. Thậm chí chuyện xích mích giữa hai vợ chồng cũng phải được truyền hình trực tiếp lên mạng. Việc này thực sự là không nên làm. Đăng lên mạng chỉ có thể giúp chúng ta giải tỏa nhất thời, nhưng có thể để lại rất nhiều phiền toái về sau. Sau khi đăng lên mạng xã hội rồi, bạn bè sẽ vào bình luận, kẻ khen người chê. Vậy thì có ích gì? Điều này chỉ khiến cho ái nhân của chúng ta thêm tức giận mà thôi. Người ta đều nói, việc xấu trong nhà không mang ra ngoài. Vậy mà bạn lại cứ đi nói cho tất cả mọi người đều biết, để cho tất cả mọi người chế giễu. Mọi người sẽ cười vào mặt ái nhân của bạn. Bạn càng làm như vậy thì mâu thuẫn sẽ càng gay gắt thêm mà thôi. Mâu thuẫn vợ chồng là điều rất bình thường, nhưng tại sao có người giải quyết được ổn thỏa, tình cảm vợ chồng ngày càng tốt đẹp hơn, trong khi có người lại cãi vã đến mức ly hôn? Ở đây có thể là do chưa hiểu rõ vấn đề. Bạn đừng coi cãi vã là chuyện xấu. Những mâu thuẫn nhỏ sẽ giúp vợ chồng ngày càng hiểu nhau hơn. Nếu bạn hóa giải nó được tốt, thì mâu thuẫn lớn sẽ không thể hình thành. Vợ chồng là một thể thống nhất. Anh nhường tôi một chút, tôi cũng nhường anh một chút. Mâu thuẫn thì cứ từ từ giải quyết. Có chuyện gì thì từ từ nói. Chỉ có như vậy thì quan hệ vợ chồng mới ngày càng trở nên hòa thuận và hạnh phúc hơn.